em tên là Duy. Thì mẹ em bị dạng suy giãn tĩnh mạch thì cỡ hơn một năm. Thì tình trạng của mẹ em thì nhiều lúc mẹ đi được, đi bình thường được, nhưng mà nhiều khi rất là mỏi, mẹ em không di chuyển được. Thì sao mà khi mà em có theo dõi thông tìm kiếm thông tin qua mạng thì được rồi có qua lớp dạy của thạc sĩ Liên Tâm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà đi học một buổi như vậy được cô chỉ cách mà để thông tĩnh mạch, chườm gan, massage bấm huyệt. Vì khi mà em về á thì em sợ em không lúc mà khi mà ấy cô nói thì biết sơ sơ thôi thì cô không biết chắc, thì cũng nên cũng mua hai cái đĩa, một cái là về trị suy giãn tĩnh mạch với một cái là thông mạch máu cơ thể. Thì khi em về thì làm cho mẹ là trong vòng 3 ngày, thì sau kèm theo đó là có cả thông mạch nữa, kèm theo thông mạch mặt ở cái lớp cuối cùng, cái buổi cuối cùng của lớp học. Thì sao mà thấy sau khi làm ngày đầu tiên á, thì cảm giác mà em nói cảm giác là cái chân nhẹ đi rất là nhiều, và đi lại á thì cũng không còn, khi mà ngủ dậy á cũng không còn bị đau nhức nữa. Rồi sau đó thì em làm những cái sau 2 ngày nữa thì chân mẹ em cảm giác là đi lại đỡ hơn, nó không còn bị mỏi nhừ khi mà ngồi làm việc lâu nữa. Thì rồi mẹ cũng tại do mẹ thích thể thao mà cũng hay vận động nhiều, thì sau này mẹ mới đi theo kiểu trở lại được. Dạ. Thì thứ bảy tuần chủ nhật tuần này là mẹ em tham gia cái cuộc thi khiêu vũ của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cho chàng báo tay. Mọi người phải biết là cái tình trạng của mẹ em á, mà trước khi em tới lớp đúng nghĩa là học lóm á, tại vì là lớp đấy là buổi bế giảng, thì em này em tới và em được ngồi ở lớp một cái buổi hôm đó. Và em cũng chịu khó kiên nhẫn bỏ nghỉ làm một buổi để ngồi học lóm. Cái tình trạng hôm đó là như nào, em nói luôn đi, tình trạng mẹ đau cỡ nào. Tại vì hôm đó là không có mang bệnh nhân tới mà đòi chữa bệnh. Cái tình trạng hôm đó là tại vì hôm đó là em có báo mẹ trước rồi, nhưng mà mẹ báo với em lại là mẹ lên không được. Tại chân hôm đó của mẹ em á, tự nhiên mẹ em nói mẹ em mỏi lắm. Mà lúc mà nói chuyện với mẹ ở nhà thì mẹ nó mỏi mà mẹ nằm với mẹ khóc luôn. Rồi em cũng không biết làm sao, mẹ cảm giác rất là đau, mẹ cảm giác rất là mỏi. Nhất là buổi tối mà sau khi làm xong, hoặc là buổi sáng sớm sau khi ngủ thời gian dài, là chân mẹ sáng ngủ dậy là phải mất cỡ tầm nửa tiếng tới 45 phút mình chân mẹ mới cảm giác là đỡ đau, đỡ mỏi. Còn bây giờ là ngon rồi, chuẩn bị đi thi khiêu vũ. Mà con trai mới làm cho con 3 ngày. Rồi giỏi, con trai quá giỏi luôn. Cái đấy gọi là liên tâm đấy. Đấy là gọi liên tâm đấy. Liên tâm đấy. Đó, ý nghĩa của phương pháp là gì? Chúng ta học là để về chúng ta làm cho chính mình và cho người thân. Liên tâm, dùng tấm lòng kết nối với nhau và chữa lành cho nhau. Cảm ơn em. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.